Trong clip trước mình đã giới thiệu chung về cái khái niệm và bắn điện, và sau đó là tới khái niệm mà một cái ứng dụng nhỏ của bắn điện chính là cắt dây. Thì khi để bắt đầu và mình sẽ hướng dẫn mọi người lập trình cắt dây bằng phần mềm Figure Cam của Autodesk. Thì để bắt đầu làm việc với Figure Cam và mình vào môi trường cắt dây á, thì khi mình khởi động Figure Cam lên, mình sẽ có cái giao diện như vậy. Và bắt đầu mình sẽ chọn chế độ là mình sẽ chọn quay DM, mình chọn đơn vị mong muốn, và ở đây là mình chọn nên ha. Và mình sẽ bắt đầu tạo một cái, đó là mình sẽ có một giao diện Feature Cam mới và nó đang ở chế độ cắt dây. Do đó khi mình vào cái tab Feature Manufacturing, các phần phay và tiện nó sẽ mờ đi hết, nó chỉ còn lại phần cắt dây cho mình thôi. Rồi sau đó mình bắt đầu mình sẽ import cái phần. Sau đó mình sẽ import cái đường 2D mình mong muốn vô. Ở đây mình sẽ nắm bỏ vô, hoặc là mọi người có thể chọn chế độ import. Ở đây mình sẽ chọn file nè, import vào cái folder mình đã để ha. Rồi ok, khi mình đưa cái file vào thì nó sẽ hỏi là import unit, do cái file cái đường không dây này nè nó theo đơn vị in. Và khi mình đưa vào á thì cái Figicam mình đang được thiết lập ở chế độ mm, nó sẽ hỏi mình nếu mình để không làm gì hết import vô thì sẽ giữ lại, và mọi người thấy cái tỷ lệ nhỏ xíu nè, và mình sẽ báo là scale import geometry into document unit, nghĩa là bây giờ mình sẽ scale cái đơn vị in thành đơn vị mm và chọn ok. Đó thì đây mình sẽ có cái khung này. Rồi sau đó nó sẽ hỏi mình là ok, khi import vô rồi bạn có muốn định nghĩa lại góc tọa độ hay không. Thì ở đây tất cả nó đã ok rồi, nhưng mà mình vẫn chọn là sử dụng wizard ha. Và phần mềm Figicam sẽ dẫn mình đi từng bước. Đầu tiên là phôi, nó sẽ hỏi mình trục Z nằm đâu, thì mình sẽ sử dụng mình hai điểm Z âm tới Z dương nè để mình định nghĩa trục Z lại. Bây giờ mình định nghĩa trục X bằng đường này đó. Rồi bây giờ sẽ tới tạo phôi. Ở đây mình sẽ chọn là nó sẽ lấy phôi vừa theo thước của cái chi tiết luôn. Mình sẽ chọn góc tọa độ ngay mép trái ha. Rồi sau đó mình finish, mình đã có sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ còn lại là mình sẽ tiến hành lập trình cắt dây theo các lệnh là 20 hay là 40 thôi.